Chào tất cả anh em nhé. Đây mình lại tiếp tục quay cái video bên cái trang trại của cháu mình này cho các bạn xem. Đây, nó rất nuôi rất là nhiều gà trọi rồi vịt nữa. Đây là gà trọi rất nhiều gà trọi. Đấy, còn đây là cái đầm để cái lửa là khai thác rươi, nó mới cải tạo các cháu à. Các bạn mới cải tạo đầm, các bạn thấy rộng đấy. Ui, bao nhiêu vịt nữa. Vịt này là để ít lửa là phân tiết rồi xuống nó cải tạo cái đầm mới, mà đầm này mới cải tạo lên cho nên phải chăn nuôi cái này để rươi nó mới sinh sản phát triển đấy các bạn. Đầm này không nuôi cá, chỉ để lấy rươi nhé các bạn. À, bao nhiêu con vịt này Ngọc? Cả ngan nữa. 4.000 vịt ngan. À, này ít nữa, nếu mà có nước này là cá sộp nó vào nhiều ấy nhỉ? Nhưng mà đến lúc rút nước thì có cạn được hết không? Các bạn này, 4.000 con vịt con ngan nữa. Đầm này là các bạn biết là rươi của Đông Triều là một đặc sản của Đông Triều. À, nghe nói đến nuôi rươi thì nghe nó buồn cười, nhưng mà đúng là bây giờ ở Đông Triều người ta cải tạo, người ta chăm nuôi rươi. Tất nhiên nó chăm, nó không như chăm những con vật khác, mà nó chỉ cải tạo đất cày bừa lên rồi bón phân bón phiếc cho đất nó tơi xốp các bạn. Thì nó sẽ nhiều rươi. Và các bạn cũng biết là con rươi bây giờ nó rất là giá trị. Đấy. Cho những con vật nuôi khác thì rất là giá trị. Rươi cấy ở Đông Triều là bây giờ nhiều người có bãi có ruộng là cũng thu nhập rất là tốt. Đấy, cái trang trại của cháu mình nó ra ngoài kia mãi cây cột điện kia các bạn. À, đến cây cột điện kia. Đúng các bạn, trồng rộng 3.000 vịt ngan. Đây chắc là cháu mình đang chuẩn bị xây một cái chỗ chăn lợn đây nữa. Kìa các bạn, thực sự là cháu làm trang trại này à, mới làm mùa hôm nay cậu mới sang mà cũng không ngờ là cái trang trại của cháu mình nó rộng. Nào rỗi rãi sẽ sang đây mình câu cá quay cho các bạn xem. Đây là còn chỗ gà thịt ta đấy, ta thịt chứ không phải gà công nghiệp, trọi rồi lai trọi rất là nhiều trong kia.
thoải mái, thích nha. Lại túm cho con dao bắt vào mặt ngay. Bên mình cũng rất nhiều gà thông tiến, nhiều lúc không có thời gian thịt. Chào các bạn nha, lại tiếp tục cho các bạn tham quan vườn lan của thằng cháu mình. Đây, cháu cũng đang gây dựng vườn lan. Cháu mình với bạn nó đang làm hai cái khu vực lan này các bạn. Đấy. Đây người ta gọi là chuồng quạp à. Lan giá trị là cho vào đây. Canh gác cẩn mật. Giờ mình xem trên trên YouTube có những vườn lan hàng giá trị hàng trăm tỷ. Đấy, nhiều bạn mình quay đợt mình quay một cái video về nói về cây mai, thế nhiều bạn cứ bảo là giá một vài trăm triệu, một vài tỷ thì ai người ta mua. Nhưng mà các bạn vào những cái video những người chơi lan ấy, các bạn mới biết được rằng là giá trị nó khủng khiếp như thế nào. Đấy, đấy gọi là những cái người thừa tiền này, người ta mới chơi được. Như mình thì không có tiền thì đây là cái đấy, tiền này. Đây là giống lan này, nó lan gì HO hiển oanh thế à? Đẹp những cây này nên mầm được. Đấy thì các bạn, nếu các bạn nào mà vẫn chưa xem những cái video ấy thì gõ vào những cái video về lan ấy, chơi lan ấy, thì các bạn mới biết rằng có nhiều những kỳ như này đây này, chỉ cần như này là đã tiền tỷ rồi. Vài trăm triệu cho đến một tỷ một cái như này các bạn. Thì nói thật sự là như mình hoặc là những người không có tiền thì có thể là giật mình và mắt tròn mắt dẹt, nhưng mà những cái người ta nhiều tiền ấy các bạn, thì đối với người ta là bỏ ra 2 tỷ mua một cái giò lan thì cũng như mình bỏ ra 20.000 hay 200.000 đó. Đấy, nói về mức độ coi như so với mức độ tiền thì nó là như thế. Sống này. Đấy, cháu mình nó cũng đang sưu tầm. Cái gì? Hồng Thiên Lôi. Bây giờ nghĩa là cháu mình nó mới làm được được mấy tháng rồi Ngọc? Được năm chưa? Đấy, cháu mình nó làm cũng mới làm đấy các bạn, mới làm chưa được một năm thì bây giờ cũng bắt đầu đang gây dựng. Đấy, thì nó cũng phải dần dần, chưa so được với các đại gia được. Các đại gia trên mạng hay các đại gia chơi những vườn lan nó hàng trăm tỷ, thực sự là khủng khiếp luôn. Đấy, nhiều người các bạn bây giờ mới biết rằng là nhiều người cứ nói về Việt Nam thế này thế nọ, nhưng mà bây giờ lớp trẻ ở Việt Nam ấy, từ chơi xe, chơi cây cối rồi phòng lan ấy, thì các bạn mới biết là tuổi trẻ Việt Nam bây giờ mức độ thanh niên chơi như thế nào. Đây nữa, đây thì cái khu vực bên đây thì lan nó bình thường thôi. Vườn to này. Rồi giờ tất cả trong đây là tưới tự động hết nha các bạn nhé. Có dàn tưới tự động hết. Cắm máy bơm cái là nó phun tự động hết nha. Một hết như kiểu mưa phùn ấy. Vườn. Rất là đẹp. Nên là bạn nào ở gần gần đây mà có nhu cầu chơi lan ấy, thì liên hệ giao lưu với cháu mình. Cái khu 4 xã phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều. Thì hôm nay mình sang mình chơi thì quay qua mấy cái clip cho các bạn
tham quan qua cái trang trại của cháu mình. Bên kia là các bạn thấy rộng, kia là trang trại đà điểu mình quay ở những video trước. Rồi chào tạm biệt anh em nhé, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Hôm nào mình sang đây mình rỗi rãi sang đây thì câu cá quay cho các bạn xem. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.